Làm bị lô cuối gì để làm gì? Thất hộp, đau sau lưng à. Ủa nấu, nấu cơm luôn hả? Này lại làm gì? Có gì đâu làm. Nấu cơm ăn gì? Có gì đâu nấu cơm đi rồi chút tính sau. Mốt lại nhớ đem đồ ăn, đem những kia thịt cá là người ta làm cho ăn. Chỉ mấy bữa bắt cá nhiều quá trời mà. Cá đâu để dành ăn mà. Giờ giờ kiếm kiếm thịt mà không có thịt ăn. Giờ mua mua miếng thịt đi. Tôm cũng được. Không, nãy ba cái bà bán thịt đầu đường mà bà bán nghỉ rồi. Rồi bỏ luôn đi. Ê. Gì? Bỏ nướng cơm bây giờ. Chứ đây làm gì? Lấy cái thao á, cần chắc lấy nước lại. Đây lấy cái thao nè. Ai mà này do gạo. Đem nước cơm đem uống. Trời ơi, do gạo á. Cái nước do gạo này nè, ông thằng ngô nó nhiều công dụng lắm, ông đừng có bỏ, lãng phí lắm. Nè, cho này đem về đi. Chắc thêm ra nước đi, anh chỉ cho nên tận dụng là cực kỳ luôn. Không, cái này nước cơm này thường vô cơm bỏ không chứ. Đúng rồi, hàng ngày mà mình do cơm mình hàng ngày mà đi bỏ nước cơm nó là lãng phí lắm, nó có nhiều công dụng lắm. Bình thường nè, cái này nước cho gạo nè, cưng lấy cưng rửa mặt cho kìa. Mặt cưng bóng sạch, ừ sạch lắm. Sạch chất nhờn được không? Đúng. Rồi bỏ cho chất nhờn rồi hay lắm. Đây được chưa? Được rồi. Cái dưới thứ hai nữa, cái tủ kiến của mình á bị ố này kia cưng rửa sạch cực kỳ luôn. Nó lau kiến luôn phải không? Đúng, lau kiến. Cái kiến trước giờ lắm cả. Cả bếp ga của mình mà dính dầu mỡ á, nè như mình nấu ăn mà bếp ga mình có dính dầu mỡ á, mình rửa cũng sạch luôn nè, dầu mỡ ba đấm mình thấy không? Mình rửa cực sạch luôn nha. Không phải mà nó như không có nhiều công dụng lắm nha. Còn riêng mà cái dao của mình á mà cưng để mà nó lâu ngày mà nó dễ bị xét á. Ừ. Cưng lấy nước vô gạo nè, cưng rửa ha đi. Mỗi lần nãy cưng sắc xong cưng rửa. Ồ không bao giờ nó bị xét. Đâu chút làm lau kiến thử nha. Rồi lên lau kiến đi. Rồi với cái muốn những cái dao có dây nóc của mình á, dao nhà bếp á, mình sử dụng hàng ngày á. Nó hay có cái một cái vết vàng vàng ố vàng này kia, mình lấy nước cho gạo nè mình ngâm sạch lắm. Rồi cho đây này cho vô bình sạch luôn, bỏ gì nữa không? Cho một miếng nước rửa chén vô, nặng một ít nước rửa chén vô. À, cho cái chén hả? À, rồi để đây, thêm nước rửa chén nè. Đó, để vô. Rồi bây giờ mình cho vô đây một ít ha. Cho vô một ít đi. Được rồi, một ít thôi. Chế vô, cưng lấy một chiếc đũa cưng quậy lên nha. Để thôi cưng quậy sắp trong đó nó sẽ trào bọt lên. Mình lấy chiếc đũa mình quậy nhẹ lên một miếng. Thì những cái cách để mình lau chùi bếp ga hay chùi kiến của mình bị ố vàng thì cô chú bác anh chị mình á lấy lại những một ít nước cơm khi mình nấu do gạo á, mình do gạo hàng ngày á thì cái phần nước cơm này nè mình giữ lại mình lau rất là sạch luôn nha. Còn riêng cái này những cái nền gạch của mình nè cô chú bác anh chị mình có thể mình lấy lại mình lau cái sàn nhà của mình á cũng rất là sạch luôn nha. Được chưa? Được rồi. Thôi những cái nước cơm này có nhiều công dụng lắm nên mình tận dụng lại mình xài mình sử dụng lại mình không cần phải vứt đi, nó đã tiết kiệm cho cô chú bác anh chị mình ơi, mình rất là nhiều tiền nha. Rồi lau kiến thử ra. Bây giờ xịt lên đi, xịt lên kiến nè đó. Thì bây giờ cái kiến đó nó rất là dơ đây, quay cho cả nhà mình xem nha. Kiến nó rất là dơ ố ra. Lau liền hả? Xịt rồi đã lau liền của nó lại sạch rồi. Nó cái này nó hay lắm. Mình nó lâu bám ba cái bụi bặm lắm nha. Nè, thấy chưa? Cưng lau đi nó sạch lắm. Không bị ố nha. Nó không có bị ố đâu lo. Thường nước đưa kiến mình lau là nó quằn quằn ố nha. Ừ. Nè, sạch lắm, bảo đảm luôn. Bóng lưỡng luôn á. Nè, cả nhà mình xem, bóng cực kỳ luôn nha. Nè, còn phần dưới nãy chưa xịt, dưới nè. Người khác liền không? Đúng rồi. Ừ. Cái phần nước vô gạo này sạch lắm mà nó lâu và bám hơn nữa. À bụi nó ít bám hơn, ít bám hơn phải không? Ít bám hơn nữa, lâu bám đó. Ủa sạch rồi sao quét cái sơn kia đi sạch rồi. Đây rồi cái nhà mình xem đi. Anh quay xéo luôn nè, đó, cái đầu bóng của kiến nè. Ủa vậy nước cơm này nó lần do mình để một ít lại ha. Đúng. Để nó làm này mình làm kia ha. Để lại mình lau kiến cũng rất là ok, còn không giờ cưng lấy cân xua cưng xịt thử bếp ga đi cưng thấy. Thử à. Đây đi vô đây nhà nè. Bếp nè. Đây. Đây cả nhà mình xem nha, đó, cái phần dầu mỡ bám nè, nó xịt sơ qua cái mình lấy mình lau sơ lại, bảo đảm sạch bóng liền. Để cho thấm không? Không cần đâu, qua cái này lau liền nha. Lau liền đi. Nhìn sao thấy. Ồ. Đó. Nó khăn cần sơ bông nhiều ha. Không, chỉ nó kết hợp với hai kết cái hợp đó. Miếng là, bông ok. Nhiều nước rửa chén. Đây. Ủa, nước rửa chén. Cô chú anh chị mình xem, là lấy tay đây nè. Đó. Thấy không? Đó, không còn một miếng vết dầu mỡ nè. Còn cái phần ở trong này nè, cái phần trong này chưa có mà xịt nè. Này, cho chị xem. Xịt vô là dầu mỡ nó ra. Còn ở mé ngoài nè. Không có một miếng dính vô tay luôn.
Nó có nhiều công dụng lắm. Còn cho những cái phần này như mà dao mà nhà bếp mình á, nó bị xài lâu ngày nó bị sẽ bị ố đi. Đây, mình lấy cho cả nhà mình xem nha. Đây nè cô chú anh chị mình xem. Thường thường á, dao nhà bếp mình sử dụng lâu ngày á, nó sẽ bị ố vàng như thế này. Mình có thể mà cho vô đây. Mình kiếm một cái thao, mình kiếm một cái thao. Thao bỏ dừa dao. Ừ, đó, bỏ dừa dao nha. Mình chỉnh test cho cả nhà mình xem thôi nha. Đó, tất cả những cái dao mình xài nó bị ố vàng như nó đốm đốm như thế này. Đó. Thì bây giờ cái này mình sẽ ngâm. Ngâm qua có cần nước rửa chén không? Cũng cho vô một ít nước rửa chén để tẩy rửa. Đó, nó kết hợp nha chung. Ê, với nhau đó. Đó. Sơ là ra nè. Sơ là mới ra. Đây, cả nhà mình xem nha. Nè. Cảnh sẽ lưu giúp thử cho cả nhà mình xem nè. Đó. Và mình rửa theo cách này. Khi mình giữ lại cái phần nước cơm á, mình lau cái dao của mình là thì nó không có bị ố vàng, mình sử dụng rất là ok nha. Đó. Cái này mà ngâm trong vòng 5 phút, cái này là cảnh tí test cho cô chú anh chị mình xem. Để cái cách để mình làm thôi nha. Còn đây mình chỉ mới đưa vô mà nó ra nè. Đó, mình phải ngâm trong vòng 5 phút. Rất là ok luôn. Cái mặt này chưa đụng. Đúng rồi, mặt đó. Cho nước cơm lên. Cho nước cơm lên coi đó là nó ra. Nó có nhiều công dụng lắm. Còn riêng cái nền nhà nãy cảnh cũng có nói cô chú anh chị mình á, mình lau bằng nước sàn nhà, rửa sàn nhà đúng không? Thay vì mình lấy nước cơm này đi, cô chú anh chị mình vừa lau được cái sàn nhà mình vừa sạch, sạch bóng luôn, và mình không có phải tốn tiền để mua nước rửa sàn nhà nữa. Thì đây những cái cách để mình tận dụng lại cái phần nước cơm do gạo á, cực kỳ đơn giản và nó sẽ rất là giúp ích cho cô chú bác anh chị mình, tiết kiệm tiền triệu mỗi năm luôn á. Thì nếu mà cô chú bác anh chị mình có xem kênh cảnh, có thấy hữu ích và mến kênh cảnh, cho cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của cảnh nha. Thôi, cảnh chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hẹn gặp lại video sau nha.